Thì em sẽ gửi cho người xem mà cái bộ đồ mà mọi người đợi tôi xíu, để tôi đi lấy cái mọi người ơi. Để tôi xíu xuống. Đây. Đây là cái bộ đồ có giáp màu xanh lá là sẽ không bị xa lánh. Nè. Màu xanh lá có mái tóc đuôi. Đây là một cái màu xanh lá tôi muốn gửi cho người xem. Đây. Màu xanh này tôi thấy rất là đẹp luôn ha. Không á. À, thì đây cũng là một cái bộ phim. À, đây cũng là một cái bộ phim nha mọi người. Cũng là ủa. Đây cũng là một cái bộ phim nha. Phim này tôi không có coi mọi người ơi, thật sự luôn. Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi không có coi mấy cái bộ phim này. Đây có một cái con người ngoài hành tinh nè, rồi người ngoài hành tinh nè, sinh ai gì robot nè, khủng long nè, tàu lửa ấy gì đây, tên lửa nè, vũ trụ nè, cái súng, súng này gọi là súng điện thôi, cái chữ cái gì to y gì to y vậy? To y phải chỉ có gì đó thôi mọi người. Nó chỉ có như đó thôi, mặt sau thì nó cũng vậy như vậy à. Ở tôi thấy có một cái màu xanh lá cây nó cũng khá là nhu ha. Nút thì đẹp nè. Nút lấy cái màu này rất là hợp với cái này luôn đó. Mà giả này là không có giãn nha mọi người. Không có giãn nha, mà nó sẽ bự. Nó sẽ kiểu như là phi size hoặc một là phi size, còn hai là sẽ có hai size thôi. Vừa vừa và là nhỏ nhỏ bờ rộng cho mọi người kiểu vậy đó. Đã quá, mấy cái giả bóng bóng này tôi thích cầm nó luôn mọi người. Hả? Tôi thích cầm mấy giả bóng bóng này kinh khủng. Tôi muốn đi vô mẹ tôi quá. Mà chơi được mọi người. Mới quay được có 4 clip. Cái 11 đó. Không nói chứ cho biết gì là sáng quay mẹ tầm 5 giờ thì cũng quay cái tầm 8 giờ mấy phút, 8 giờ rưỡi xong rồi. Buồn. Buồn thật sự. Thì để tôi kể mọi người nghe cái này. Không sao. Kể từng thành viên đi ha. Hay sao mọi người? Kể từng thành viên nhóm bạn của tôi hiện tại bây giờ đi, tính tình sao và ai chơi được nhất hay sao đi ha. Hay tên tuổi luôn ta. Tên tuổi luôn đi ha. Được không ta? Nhưng chắc là được ha. Đó. Thì hôm qua cảm ơn nghe, hôm qua tôi đếm á là có 18 người đúng không, 18 17 gì đó, thì là chắc hôm bữa nay tôi đếm lại á, thì tôi vô trong nhóm thì tôi đếm lại rồi tôi đếm ở ngoài nữa là tổng cộng đã chưa là 20 người nha mọi người, 20 người. Nếu mà thông bỏ thằng Gia Huy ra thì 21, rồi cộng mấy đứa lặt vặt cho nữa, mấy đứa mà chỉ là kiểu như đi cà phê, có đi cà phê được một hai lần á thì cũng là 20 mấy 30 mấy á hả. Thì nè, 20 bây giờ tính 20 người chứ đấy ha, tôi chứ Ly gái này chứ Ly My Nhi ngăn nói gì hiểu nè, nói họ nữa nè, Khánh Ly Kimmy Thùy Nhi Kim Ngăn Phan Ngăn Mỹ Kim, 6 người con gái. Ok chưa? Tiếp tục nè. Thọ Ánh Sang Liêm Quang Huy, 10 người nha, mọi người nhớ 10 người đó nha. 10 người. Duy Kha Hậu
tiếng Anh. Tôi Ao Đình Khang Kỳ Kim Kỳ 19. À, tôi nhớ đến 20 mà trà đu ống tiêu đó là một người nữa. Ai trời Khang rồi mà. Tôi quên nữa mọi người, tôi quên luôn rồi. Và nếu mà tính anh Hoàng luôn là 21 người mà đi, tôi quên chỉ một người thôi trời, tôi quên ai trời. Nhiều quá thôi chết rồi trời ơi. Tôi chơi chơi á một nhóm 7-8 đứa thôi là trời ơi, tôi lộn tên lên lộn xuống này tới 20 người lẫn 21 người luôn. Sao tôi nhớ nổi, để tôi nhớ đi. Ai trời, nó tức không lẽ giờ thoát nha. Tắt cái đầu vô mấy vô nhóm cái đọc rồi tên đó mọi người. Em ơi quên tôi yêu rồi trời em mới nhớ gì hết trơn trời. À mới nhớ 19 người đúng không ta, trời ơi. Nếu thôi bây giờ bỏ cái tôi không nhớ đi thì anh Hoàng vô đó thì chắc chắn sẽ nhận gì sẽ có anh Hoàng đó. Còn tôi nghĩ nhận gì đó thì tôi nghĩ là cũng vui thiệt thật sự luôn á, là thời gian nói thiệt với mọi người bây giờ nó chơi rất là nhanh nên là những bạn nào á mà chưa có hiếu với ông bà cha mẹ á thì mọi người hãy trả ơn hoặc là báo hiếu, tại bây giờ thời gian đó, nó trôi rất là nhanh, nó trôi rất là nhanh luôn, mình cũng không biết trước được cái điều gì cả, nên là báo ơn được cái gì thì mọi người cứ báo ơn đi trời ơi, đừng có báo đời như trời ơi, báo đời là tôi sợ mọi người luôn ấy. Đấy, thì nói chung là clip tới đây đó thì nó cũng dài rồi á. Nói chung là những bạn nào thích nghe tôi kể chuyện á thì mọi người hãy chờ những clip sau nha ha. Còn clip tới đây cũng khá là dài, tôi sẽ kết thúc clip tại đây nha mọi người ơi. Thì mọi người nhớ ủng hộ tôi nha. Còn bây giờ bye bye.